mất thì vui luôn á. Cho nên mới nói quyết định về Việt Nam của Lê là rất sáng suốt. Ta cứ nghĩ trời sinh mình ta là đủ, sợ đám đông quậy bẩn nước hồ đời, nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn, quàng tay nhau ấm áp cuộc rong chơi. Hụt thơ luôn ta. Chuyện dân ngữ văn mà, cũng phải lận lưng vài câu thơ để lâu lâu khè với đứa như tổ chứ. Ở đây một bụng. Đẹp quá à. Đây là hoa cánh bướm đấy. Em. Vậy á hả? Hoa số 2 này luôn nè. Ủa? Mình vô nha. Xuống thằng Toàn rồi chơi. Nó kìa. Đúng là nó rồi. Nó đó. Thằng lừa đảo. Cái gì vậy? Tiền của chị đâu? Trả tiền lại đây cho chị. Đúng là cái đồ lừa đảo, lưu manh, hèn hạ, rác rưởi. Nhân cách thì méo mó, làm người thì khó, chứ làm chó thì dễ. Ôi nha. Thì ra những cái thứ này, rồi cả cái này nữa, tất cả đều là đồ lừa đảo hả? Anh lừa tiền gái khác để mua quà cho tôi hả? Trời ơi, đúng là nhục thiệt mà. Vậy mà hả? Nào là anh là đại gia phố núi, anh đi học chỉ để lấy cái bằng về quản lý cho công ty của ba, rồi tiền với anh nó không thành vấn đề. Đúng là cái đồ lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Đủ rồi em gái à. Được rồi, cánh một lát mặt mày hắn biến dạng, làm sao mà đưa lên công an xử lý, đúng không? Dạ. Đúng là trời sinh một cặp, cặp đôi hoàn hảo luôn á. Lật mặt nhanh còn hơn là thằng nhóc này nữa. Từ giờ á, đừng có để cho chị thấy mặt nữa. Cái thứ chó cỏ nhà quê mà tưởng bạc rơi thành phố hả? Cũng may á là chị biết sớm, chứ không á bị mày lừa rồi. Cái đồ lừa đảo đáng khinh. Chị chê. Ủa? Chị chê chị chửi quá trời, mà đồ thì chị cũng mang đi luôn. Vậy là chia tay không có trả lời quà hả? Sao? Nãy giờ ăn món khai vị thế nào hả Hảo đầu bếp? Giờ ăn món chính được chưa? Anh ơi, em xin lỗi anh mà. Mấy anh chị tha cho em đi. Em không dám nữa đâu. Mày mà dám nữa mới là lạ. Dạ. Mày lừa tiền của bà tao, nói một câu xin lỗi là xong, rồi tiền nó tự về túi bà tao à? Hả? Ở đời á, nói một câu xin lỗi là xong á, thì không phải đi tù đâu. Anh ơi, anh bình tĩnh đi. Anh cho em thời gian để em khắc phục hậu quả nha mấy anh chị. Khắc phục? Dạ. Mày khắc phục kiểu gì hả? Dạ. Tiền thì mày đã tiêu rồi, cái thân của mày á bán không được bao nhiêu đâu hả? Không anh ơi, em mới xài có phân nửa à, còn phân nửa lận để em chuyển lại cho mấy anh chị nha. Dạ chị Lê, để em ráng em gom hết đầy đủ rồi em gửi lại cho chị hết nha chị. Anh em tính sao? Cho nó trả nợ, đánh cho nó một trận bó ghét đi.